そうですね。Ủa Ly, ý là bên đây là chờ chị hả? Hay là chờ hả? Câu em xong. Em còn Ăn xong rồi hả? Đắp mặt rồi, nặng xong rồi. Được em tầm lâu xong. Em à, cả tầm 40 à quên. Xong luôn à? Ý là tùy nặng chị. Xong à? Ý là cũng chưa biết nữa. Khoảng tầm lâu quá là em sống đó chị. Một xíu à? Dạ, đau quá. Không có gần xíu nói. Dạ rồi. Gần xíu nói chị. Chị kêu người hô hấp chứ. Để em xíu luôn kêu người hô hấp. Rồi ông vào đâu thì nói em nghe. Cái khúc mô mà chuẩn bị một cái đau thì kêu em để em chuẩn bị. Một em hình như kiểu như nhau á. Okay, cũng không có đau về đâu. Dạ, đó chứ có làm đau cỡ này thôi. Đây, mà
chị thấy mụn này chị nặng từ từ cho em nữa chứ đỡ đau hơn. Ráng nha, hơi đau. Chưa xong. Làm mấy giờ có sức thuốc đúng vậy? Có thuốc bôi không hả? Dạ. Có chứ. Em biết mà. Chứ em phải mua thuốc em bôi nè. Dạ. Bôi cho nó hết thầm á, với lại mụn không có lên nữa. Ừ. Cái đó là xài kiểu là không xài ăn lên lại. Đúng rồi. Dạ, trước em tiện đang bôi cái kiểu là thấy ok cái... rồi, đẹp quá rồi. Dạ, cái không xài lên lại. Tại vì da cơ địa mụn mà em. Dạ. Khi mà mình chăm thì nó dạ. không lên, còn thả thì mình không bôi rồi nữa thì nó sẽ mình có sự hoạt động kia không? Ừ. Nó sẽ bùng lên lại. Mà do em để lâu quá nè. Mụn giờ đánh hết rồi. Giờ dễ nặng lắm chứ. Lúc nữa là kinh. Đau xỉu. Ráng, gần xong hết tráng rồi. Ok chị.